Cả lớp lấy giấy làm bài kiểm tra cuối kỳ môn toán nào. Ôi tôi đâu rồi, mình quên mang giấy kiểm tra. Chi mà quên đem giấy kiểm tra hả? Có một sách đây này, mình không cho cậu đâu. Đồ gì cậu cũng có thể quên trên đồ ăn thì không. Tớ còn làm được cả giấy kiểm tra chuẩn bị đây này. Làm bài kiểm tra phải dùng bút cà rốt như tết mới được điểm 10. Bút của cậu lại ăn được chứ gì? Lần này bút của tớ không những ăn được, còn viết được cơ. Bút viết ra sô cô la. Bút của cậu có ăn được mực như bút của tớ không? What? Chỉ còn 5 phút thôi. Bút của mình đâu mất rồi? Làm sao mình làm bài kiểm tra tiếp đây? Phải dùng rất nhiều màu như tớ thì mới không lẫn với ai. Khỏi lo bị mất. Yes. Kẻ một đường dài này. Còn muốn kẻ đường ngắn thì 10 điểm sẽ thuộc về tớ. Đi ốp lạ. Bạn không tin bài kiểm tra của cậu ăn được này. Hả? Thế giờ rồi một bài đi nè. Bài của em đâu ốp lạ? Tôi dùng một em mất rồi à. Ốp lạ không hiểu. Cô nhìn dùng điện thoại trong giờ không thể mất. Giờ này mà ốp lạ còn chưa đi học à? Bởi vì cậu làm gì có đồng hồ xịn như của tớ. Tớ còn nhúng được nước cơ. Tớ cũng có đồng hồ chứ bộ. Làm từ kem và bánh quê. Vừa đi vừa ăn được luôn. Ai lại dậy sớm mà không ăn sáng như Lê Xê. Đi học á là phải đầy đủ dụng cụ như Lê Xê này. Ốp lạ phải có bút chì xúc xích thơm ngon ăn được. Hay cậu có màu nước nén không lo bị đổ và bút dạng đổi màu như thế này không? Tớ ôi trời chết, trộn nhầm màu rồi. Lại phải đi rửa. Khổ thế Lê Xê. Bản mở của tớ mở hết nha. Tớ ăn luôn. Mà hết là lại có. Vì tớ còn nhiều lắm. Làm từ bút chì và mayonnaise đó. Cũng sắp đọc của tớ còn ăn được luôn. Làm từ sô cô la. Đọc lạ chưa? Ốp lạ cho tớ mượn cuốn sách tiếng Anh với. Đây nhá, cho còn 15 phút thôi đấy. Hả? Đây đâu phải là sách tiếng Anh. À, nhưng mà thơm đấy. Thì sách của tớ ăn được mà. Đi thì ăn trong lớp trừ 5 điểm. Ốp lạ, để đồ dùng học tập lên bàn của kiểm tra. Thì sao đi học không mang đồ dùng học tập hả? Ốp lạ trừ 10 điểm. Đúng rồi, từ ngày hôm trước không xong người cười mà. Nhưng mà các bạn sẽ biết là làm đồ ăn gì nữa thì comment nha. Thế đứa nào rửa ba đây? Con phải đi làm bài tập ạ. Con có thể ạ. Mát giấy. Mát nhựa. Tập thế rồi thì ăn được gì? Bát này ăn được mà mẹ. Em đi xoay nhỏ ra sắc hết mồm bây giờ. Đó, đây là cái bát hoặc kẹo mà. Ui, vậy là từ nay ăn xong không cần phải rửa bát nữa rồi. Ăn được bát. Ừ, ăn rồi thì không cần rửa bát thật. Vào đâu, tiếng Anh vào đâu đi. Sao ngạp từ nay kiến thức vào đầu mà vẫn chẳng nhớ từ nào thế này. Nhét kiến thức không được, tôi sẽ ăn được cái điện thoại luôn. Ăn điện thoại này, học giỏi luôn. Ảo thật đấy. Sao mình không làm được bài thế này? Điểm 10 thật không? Được điểm 10 thật không mẹ? Mẹ vào trang web yêuleo.edu.vn đặt mua cho con một bộ yêu leo chinh phục tiếng Anh để con học giỏi hơn nhé. Ok. Ra tổng cái đi. Tô mẹ đã có quân thế mà. Quân thế của học tập này. Cần trao đủ người xương đau nhất. Chương trình ai là người đứng đây? Bắt đầu. Thank you.